cũng khá. Cô cũng khá quyến rũ đấy. Nhưng ta nhìn ngươi so với ngươi nhìn ta thì càng triệt để. Vậy ngươi cũng để ta nhìn triệt để một chút. Cái đồ khốn kiếp. Đáng tiếc, những chuyện này cô nương đây cũng không hiếm lạ gì. Gọi thêm mấy tên nam nhân tới đây, vậy mới náo nhiệt. Ta khinh, ngươi tưởng Kim Tư Ngọc ta đây sợ nam nhân nhìn sao? Nam nhân lão nương đây từng chơi còn nhiều hơn là so với người mà ngươi từng gặp đấy. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, e là đến nến cũng chưa từng đốt. Đúng vậy không, trinh nữ? Đồ đàn bà lẳng lơ, cả ngày nghĩ tới nam nhân. Xem ngươi làm sao đốt nến trên nóc nhà. Nến ở đâu ra? Ngươi cười cái gì mà cười? Xin hỏi, quán trọ Long Môn ở đâu? Chỗ này của ta chính là quán trọ Long Môn. Cô chính là bà chủ. Gọi ta là Kim Tư Ngọc. Kim Bích Sinh Quy, Ngọc Linh Lung. Một cái tên rất hay. Vậy còn ta thì sao? Có phòng trống không? Thật là tiêu sái nha. Là người làm kinh doanh buôn bán sao? Ta muốn một gian phòng. Muốn ở bao lâu? Sợ ta trả tiền không nổi tiền thuê phòng mà. Ta chỉ sợ ngươi không từ mà biệt thôi. Mưa gió tám phương không bằng mưa của núi Long Môn. Núi Long Môn có mưa, tuyết nguyên hổ xuống núi. Quá ra là người chung một đường. Sau này phải thường xuyên lui tới nha. Tình cờ gặp gỡ, sau này vẫn cần cô giúp đỡ nhiều. Vậy thì phải xem nến của ngươi có sáng hay không rồi. Tới rồi. Đây chỉ là một quán trọ nhỏ. Khách quan, mời vào trong. Trưởng quỷ, hôm nay thay đổi phong cách sao? Còn dám nói. Đã bảo người lấy tấm bảng hiệu xuống giặt từ lâu rồi. Nhìn xem, khiến người ta toàn là đất. Người này nhất định là nữ. Làm sao ngươi biết? Là bà chủ tự nói. Phàm là những người không nhìn thẳng vào người đều không phải nam nhân. Nhưng người này không giống. Hắn ta mắt chưa nhìn ta, nhưng trong lòng đã nhìn vô số lần rồi. Xem ra trong lòng hắn ta cũng không nhìn tới ngươi. Lần này ta lại có thể nghe thấy tiếng sáo của ngươi rồi. Đi làm việc đi. Đừng thổi lại bài hát này nữa.